Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Susu. Tiếp tục Susu cập nhật tin tức cho mọi người cùng biết nhé. Hôm nay có một cái thông tin mình thấy rất là vui mừng và muốn chia sẻ liền cho mọi người được biết. Đó chính là mới đây, tin mới nhất nha mọi người, ở trên trang cá nhân của cô MC Diễm Quỳnh thì cô có chia sẻ một thông tin hết sức là đặc biệt. Mình xin chia sẻ lại nguyên văn những lời cô Quỳnh Trần chia sẻ nha mọi người. Nhớ lại tất cả các hành trình với chị, thực hiện biết bao nhiêu chương trình thiện nguyện, giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn xung quanh, từ nơi gần nhất đến các vùng sâu, vùng xa, với chùa Pháp Lạc, cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung, vòng tay dưỡng tử của chị và sư phụ Minh Viên lại hầu như không có hoạt động kêu gọi giúp đỡ nào cho chính ngôi nhà Phật của mình. Bản thân chị luôn nhắc Diễm Quỳnh khi dẫn chương trình cho Pháp Lạc, không kêu gọi đóng góp từ thiện gì nhé bà Diễm Quỳnh. Dù ngôi nhà Pháp Lạc đang cưu mang những bạn nhỏ, công trình còn bao dang dở khó khăn, chị không muốn nhận gì từ mọi người, ngoại trừ tình yêu thương và say mê âm nhạc, muốn tự mình giúp cho người, giúp cho đời. Nay, được sự đồng ý của sư phụ Thích Nữ Minh Viên, Diễm Quỳnh cùng ekip thân thương xin phép được đại diện tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Ẩm thực chay nhằm gây quỹ hoàn thiện công trình nhà chùa Pháp Lạc còn dang dở, cũng như phụ trợ sư phụ và gia đình đang thay chị chăm nom các em, các bé, các cháu. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại nhà hàng Phong Lan, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các ca nghệ sĩ danh tiếng và thân thương. Nay Diễm Quỳnh post thư ngỏ thay lời mời và thông báo đầu tiên đến mọi người. Mọi thông tin đặt phiếu tham gia xin liên hệ trực tiếp Facebook của Diễm Quỳnh hoặc là anh cậu Huy, rồi anh Bảo, rồi chú Truyền. Con Diễm Quỳnh cảm ơn sư phụ đã cho phép con được đại diện thực hiện chương trình này. Mong rằng mọi việc sẽ được chu toàn, hoàn thiện trước ngày giỗ của chị không xa, hoàn thành tâm nguyện của chị trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật. Dưới bài viết của cô Quỳnh thì có một cái thư ngỏ. Đây là thư ngỏ của Pháp Lạc Tự nha mọi người. Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa và toàn thể FC ba miền thân thương. Thời gian thấm thoát trôi qua đã ba mùa mưa nắng từ ngày ca sĩ Phi Nhung ra đi, mang theo bao niềm thương tiếc. Nhung nhớ cũng là 3 năm dài đằng đẵng vòng tay dưỡng tử. Cơ sở bảo trợ xã hội do bổn tự cùng ca sĩ Phi Nhung sáng lập, thiếu vắng bóng người mẹ hiền. Kính thưa quý vị, chùa Pháp Lạc, cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung, vòng tay dưỡng tự, tọa lạc tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, nơi ca sĩ Phi Nhung che chở cưu mang, chăm sóc những mảnh đời thiếu thốn, kém may mắn. Thời gian qua vẫn đang trong quá trình tu sửa, nhưng kinh phí còn hạn hẹp. Cũng từ ngày nữ ca sĩ ra đi, việc xây dựng vẫn còn bao bộn bề, dang dở. Nay, để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện từ lúc sinh thời, xây dựng chùa Pháp Lạc, vòng tay dưỡng tử, để các con có nơi tu học, quý Phật tử tu tập an toàn tốt đẹp, bổn tự xin kính thông bạch đến quý liệt vị phát tâm Bồ Đề hộ Pháp, trợ duyên cùng chung tay cho ngôi bảo điện có kinh phí tiếp tục xây dựng, cho ngôi bảo điện được sớm hoàn thành theo tâm nguyện. Đáp lại lời tùy tâm hỷ cúng, chùa Pháp Lạc xin phép tổ chức đêm nhạc thiện nguyện và tiệc chay gây quỹ trùng tu chùa Pháp Lạc, cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung, vòng tay dưỡng tử. Chương trình dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 8 2024, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại sảnh nhà hàng Phong Lan, 215C, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, danh tiếng và thiện tâm. Đây là thư ngỏ của sư cô Thích Nữ Minh Viên nha mọi người. Vậy là ngày 3 tháng 8 thì sẽ có một cái đêm nhạc cùng với là bữa tiệc chay. Mọi người hãy nhanh tay để đăng ký phiếu cùng tham gia chương trình này nhé. Vì như mọi người cũng biết thì trong 3 năm qua, Pháp Lạc Tự cũng có muôn vàn khó khăn. Bên cạnh đó, sự ra đi đột ngột của chị hai phải nói không ai mong muốn.
Và giờ thì tiếp tục công việc mà chị còn đang dang dở, thì Pháp Lạc Tự đang rất cần mọi người ở mọi phương về để cùng chúng ta giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện của chị, xây dựng ngôi chùa được hoàn thành, chỉnh trang đẹp đẽ hơn. Và bên cạnh đó cũng là nơi tá túc của rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Thì dưới bài đăng của cô MC Quỳnh Trần, tức là Diễm Quỳnh đó mọi người, thì cũng rất nhiều những lời bình luận của fan hâm mộ để lại. Chị Nhung giúp đời giúp người, chị hát tặng cho bà con chứ không nhận bất gì, bất cứ cái gì của ai. Đó là tấm lòng, trái tim từ bi tự trọng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tham dự chương trình nhé mọi người. Rất nhiều những bình luận cầu chúc cho chương trình được thành công tốt đẹp, và cũng mong muốn ngôi chùa sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất, trước khi diễn ra cái buổi giỗ lần thứ 3 của chị hai. Ai nấy cũng đều thả tim, thả like, bên cạnh đó chia sẻ bài viết của cô Quỳnh rất là nhiều. Và như chúng ta thường biết thì trong những chương trình thiện nguyện này thì chắc chắn sẽ có mặt các con gái của chị, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, và đặc biệt thêm nhiều ca nghệ sĩ đồng nghiệp khác. Chắc chắn đây cũng là một cái chương trình đáng để mọi người đến xem và cùng chung tay ủng hộ. Và do chương trình tổ chức ở tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh đó fan hâm mộ cũng rất quan tâm đến việc bán vé online, nên có rất nhiều những bình luận để lại yêu cầu chương trình bán vé online để FC Ba Miền của chị có thể mua vé ủng hộ. Dù ở xa nhưng mọi người vẫn muốn chung tay ủng hộ để hoàn thành tâm nguyện xây dựng chùa Pháp Lạc chỉnh trang và được xây dựng hoàn thành trước ngày giỗ của chị. Mọi người có thể vào trang của cô MC Diễm Quỳnh để có thể mua vé online, hoặc là muốn biết nhiều chi tiết hơn nữa về chương trình này thì hãy vào trang của cô MC Diễm Quỳnh nhé mọi người. Hiện tại thì cô MC Diễm Quỳnh cũng đã mở số tài khoản để cho mọi người ở xa có thể tham gia ủng hộ cho chương trình. Đây cũng là số tài khoản mới, hoàn toàn chỉ để dành riêng cho thiện sự ở tại Vietcombank nha mọi người. Thì trong bài đăng của cô Diễm Quỳnh cũng có đăng đầy đủ các số tài khoản, cũng như mọi người có thể vào để tìm hiểu thêm về show ngày 3 tháng 8 ủng hộ xây dựng chùa Pháp Lạc nhé mọi người. Trước mắt là chỉ biết thông tin show này diễn ra vào ngày 3 tháng 8, cũng trùng với show của ca sĩ Mạnh Quỳnh ở tại phòng trà không tên ngày 3 tháng 8. Nhưng mà không biết show bên cô MC Diễm Quỳnh diễn ra vào lúc mấy giờ nha mọi người. Nếu có những thông tin gì mới thì mình sẽ cập nhật chi tiết ở trong video sau nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây và chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh.